thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng sơ tán người dân khi áp thấp mạnh lên thành bão. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn đến các cơ quan, đơn vị yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Theo đó, công văn đề nghị các đơn vị chủ động công tác phòng tránh ứng phó với mọi tình huống, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường xã, thị trấn tập trung triển khai ngay việc phòng chống theo phương án ứng phó khi bão mạnh hoặc rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản, duy trì thông tin, liên lạc với các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, đặc biệt là các tàu đánh bắt xa bờ cho đến khi tàu vào bờ neo đậu an toàn. Tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ủy ban Nhân dân giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố quyết định thông báo cấm tàu thuyền hoạt động đánh bắt, đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng xuất bến ra khơi hoạt động. Đối với các quận huyện, phường xã, thị trấn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu triển khai ngay phương án chi tiết để huy động vật tư, phương tiện, các lực lượng giúp nhân dân chẳng chống nhà cửa chắc chắn trước áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là khu vực ven biển, ven sông, các vùng trũng thấp, bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm. Các đơn vị phải chuẩn bị ngay phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần, trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, phòng ngừa dịch bệnh tại nơi tạm cư. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân xã đảo Thành An và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông biển đến các địa điểm kiên cố ngay khi có lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đặc biệt, việc di tản người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải dự phòng huy động phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy để đáp ứng yêu cầu di chuyển dân cư, lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ, ngập lụt. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có vĩ độ thấp và có thể gây mưa lớn ở khu vực Nam Bộ. Đồng thời, mực nước chiều trên sông Sài Gòn, Đồng Nai lên khá cao, có khả năng vượt mức báo động cấp 3, tức là hơn 1,5 mét. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các địa phương chủ động phòng tránh tổ hợp bất lợi, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và chiều cường nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.